tôi mà. Được. Lên lời của cái anh đúng không? Thế thì vừa nướng vừa ăn. Alo. Chị ạ. Sao cái này sao không mờ mờ thế nhỉ? Một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã anh chẳng mang rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Giờ đang chia làm hai, một ngày trong anh cứ nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu là một ngày anh nói là chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Đấy thì ta gọi là ảo thuật, là phi diệu. Dù là cái gì quay không phải chụp ảnh. Ở đây ấy như rộng nhưng mà chỗ này nó hơi khó. Cứ để từ từ đi em. Thôi anh đi không đủ rồi. Mơ ôi một mình cười ngần ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Con không